Rồi, xin chào mừng quý anh em và bà con mình đã trở lại với clip tiếp theo. Trong thời điểm mùa mưa thì một số cái vườn của bà con mình ra cơ á, quý bà con mình sẽ gặp cái hiện tượng là cái cơ chúng ta nó ra rất là mỏng và cái cơ chúng ta nó bị ốm, cái đọt chúng ta nó đâm lên á, nó bị quặn quẹo hoặc là nó đâm lên một khúc khoảng từ 2 tới 3 tấc nó gục xuống. Thì bà con mình còn gọi là cái sầu riêng chúng ta nó bị ngủ ngày. Thì cái vấn đề dư đạm thì nó sẽ bị mất cái cân đối về dinh dưỡng, nó sẽ bị ức chế một số cái lăng kali và một số nguyên tố trung vi lượng như canxi, thì nó sẽ làm cho cái sầu riêng của bà con mình ra cơ ra tàn rất là mỏng và nó bị sụ xuống, nó không phát triển bình thường. Thì đó là lý do là cây chúng ta nó bị mất cân đối về cái dinh dưỡng. Thì tại sao trong mùa mưa thì cái đạm chúng ta nó dư mà cái lăng kali hoặc là một số nguyên tố trung lượng như canxi, silic hoặc là một số cái nguyên tố vi lượng nó bị thiếu? Thì trong điều kiện mùa mưa bà con mình cũng biết là trong nước mưa nó sẽ có cái đạm, điều kiện mưa nó rơi xuống thì những cái loại vi sinh vật trong đất nó sẽ phân giải những cái đạm trong cái nước mưa thành một loại đạm mà cây chúng ta hấp thu được. Lúc này thì cây chúng ta nó sẽ hấp thu cái lượng đạm rất là mạnh. Ở trên bà con mình để ý là trong điều kiện mùa mưa cái đọt chúng ta nó sẽ bung ra rất là mạnh, nhưng mà nó ra rất là mỏng, rất là yếu. Một số vườn thì nó bị dư đạm, nó sẽ bị ngủ và cơ chúng ta ra nó quặn quẹo, nó không có bình thường. Nó chúng ta lưu ý là trong thời điểm mùa mưa thì cây sầu riêng của chúng ta, một là nó bị vàng lá thối rễ, hai là cái lá chúng ta, cái cơ chúng ta ra rất là mỏng, rất là yếu. Thì khi mà chúng ta phát hiện được một số cái vấn đề đó, chúng ta sẽ khắc phục như thế nào? Thứ nhất là khi mà cây sầu riêng của chúng ta nó bị vàng lá thối rễ trong điều kiện mùa mưa thì chúng ta sẽ giải quyết bằng cách bà con mình cần phải tạo cái điều kiện để cây chúng ta nó thoát nước thật là tốt. Thì cái cách mà chúng ta thoát nước á, một là bà con mình đào rãnh. Bà con mình ở miền Tây á, thì chúng ta có thể đào rãnh để mà thoát nước thật là nhanh, tránh hiện tượng nó động trên mặt mô thì nó sẽ làm cho cái rễ chúng ta lâu ngày nó bị thối, bị hư. Và bà con mình ở miền Đông á, thì bà con mình có thể tạo bồn. Quý bà con mình chưa tạo bồn á, kể cả bà con mình trồng cây sầu riêng trên nhóm đất cát, đất cát pha hoặc là cái nhóm đất đỏ ba xanh, thì trong điều kiện mùa mưa bất kể những cái loại đất nào nó cũng gây ngọt rất là nhanh. Do trong điều kiện mùa mưa thì cái không khí trong đất nó sẽ bị nước nó lắng áp, thì lâu ngày cái rễ chúng ta không đủ không khí oxy để mà thực hiện cái quá trình trao đổi chất á, cái rễ chúng ta nó sẽ rơi vào cái tình trạng bị thối, bị hư. Thì ở trên cái sầu riêng của mình nó sẽ dẫn đến cái tình trạng cái lá nó sẽ bị vàng và cái cơ chúng ta thời điểm đang ra thì nó sẽ bị chững lại. Thì khi mà cây sầu riêng của chúng ta nó bị chững lại, sức đề kháng cây sầu riêng của chúng ta nó không có, lúc này một số cái đối tượng rầy xanh nó sẽ tấn công vào những cái cây đọt non của bà con mình rất là nhanh, rất là nặng. Lúc đó bà con mình đưa thuốc rầy, thuốc bệnh vào á, chúng ta phun á, thì chúng ta sẽ làm không lại nó, do cây sầu riêng của chúng ta cái tiền đề nó bị thối rễ thì cây sầu riêng nó sẽ mất sức đề kháng rất là nhanh. Lúc này bà con mình sẽ gặp rất là nhiều khó khăn trong cái vấn đề phục hồi cây sầu riêng mình. Thì để mà chúng ta phục hồi một cách tốt nhất á, quý bà con mình nên làm bồn, làm mô, đánh rãnh thoát nước thật là tốt. Và sau đó bà con chúng ta cần phải xế sáo cái phần đất xung quanh gốc lên. Thì khi mà chúng ta xế được cái phần đất xung quanh gốc á, thì chúng ta sẽ tạo cái điều kiện để cho cái oxy nó sẽ xâm nhập xuống cái tầng đất phía dưới. Lúc này một số cái rễ chúng ta nó còn hoạt động được á, nó sẽ có được cái nguồn oxy để mà nó thực hiện cái quá trình hô hấp. Thì sau khi chúng ta đã xới sáo cái phần đất lên rồi, quý bà con mình cần phải tưới ngay cái dòng thuốc bệnh. Lý do là cái rễ chúng ta nó bị thối, bị hư á, thì một số cái nấm bệnh nó sẽ tấn công vào rất là nhanh, nó gây thối rễ của bà con mình rất là nhanh. Cho nên chúng ta cần phải dùng cái dòng thuốc bệnh thật là mạnh để chúng ta tẩy sạch những cái bào tử nấm tấn công vào cái dục rễ mình. Thì khi mà chúng ta sử dụng cái dòng thuốc nấm á, thì anh em giới thiệu cho bà con mình cái dòng BTC. Thì rất là nhiều cái clip anh em đã giới thiệu cho bà con mình cái dòng thuốc đó. Trong cái dòng BTC này thì nó sẽ có cái hoạt chất metalaxy, nó sẽ giúp cho tẩy sạch những cái bào tử nấm, diệt sạch những cái bào tử nấm tấn công vào cái dùng rễ của chúng ta, đặc biệt là cái dùng cổ rễ. Thì sau khi chúng ta đã tưới cái thuốc bệnh xong rồi, chúng ta diệt trừ một số cái nấm nó tấn công vào cái dùng rễ rồi, thì tầm khoảng từ 4 tới 5 ngày sau thì chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng những cái dòng thuốc để mà kích rễ phục hồi cây sầu riêng lần đầu tiên. Đối với những cây sầu riêng của chúng ta nó bị vàng lá thối rễ nặng, thì cái dòng thuốc mà chúng ta áp dụng á,
quý bà con mình có thể sử dụng cái dòng amino nhập từ Pháp và cái dòng hữu cơ Naqui. Thứ nhất là hai cái dòng thuốc đó làm bằng hữu cơ, được nhập từ những cái nước tiên tiến, làm bằng công nghệ cao. Do làm bằng hữu cơ thì cây chúng ta nó sẽ không cần qua cái bước mà chuyển hóa nào hết, thì cây chúng ta nó sẽ gia tăng được cái quá trình phục hồi nhanh và hiệu quả cho bà con mình trong cái thời gian ngắn. Và đối với cái dòng amino phát này thì nó cung cấp những cái lượng axit amin thiết yếu trong cây, thì nó sẽ đưa vào cây, nó sẽ chuyển hóa sang một cái dạng protein. Thì khi mà cây chúng ta nó có được cái protein, nó sẽ hình thành được những cái tế bào mầm chồi mới, cũng như là cái cơ cái đọt chúng ta nó sẽ bung ra và nó sẽ lên cái màu rất là đẹp. Kết hợp thêm cái dòng hữu cơ được nhập từ Naqui thì nó sẽ giúp cho kích thích ra những cái mầm rễ chúng ta rất là nhanh. Thì khi mà chúng ta kết hợp hai cái tiến trình đó thì cây chúng ta nó sẽ gia tăng được cái quá trình phục hồi lần đầu tiên. Thì nếu mà cây sầu riêng của chúng ta nó bị nặng, lá chúng ta bị vàng nhiều và một số lá chúng ta nó bị cháy do cái nấm bệnh tháng thư nó tấn công phía trên, thì bà con mình có thể áp dụng thêm một cử nữa, chúng ta phun ở trên, hỗ trợ thêm ở trên. Thì khi mà chúng ta tưới kích rễ phía dưới bằng cái dòng hữu cơ của Naqui và amino của Pháp rồi, qua ngày sau chúng ta có thể bổ sung cái dòng amino của Pháp và cái dòng hữu cơ được nhập từ Thổ Nhĩ Kỳ, chúng ta phun bổ sung phía trên. Khi mà chúng ta đưa những cái dòng hữu cơ của Thổ Nhĩ Kỳ và amino Pháp, nó sẽ giúp cho cái lá chúng ta nó xanh lên, cái mầm đọt chúng ta nó sẽ gia tăng được cái tốc độ phục hồi, cũng như là nó sẽ bung ra, nó không có bị nghẹn. Thì khi mà chúng ta tích hợp được hai chiều bằng cách chúng ta tưới kích rễ phía dưới và chúng ta phun phục hồi phía trên thì tầm khoảng từ 10 tới 15 ngày sau thì những cái mầm đọt cái sầu riêng của chúng ta nó sẽ nhú, lá trên cây chúng ta nó sẽ chuyển sang cái màu xanh đậm. Thì lúc này cây chúng ta cơ bản lần đầu tiên nó đã nhú được cái mầm đọt đó, thì bà con mình đã phục hồi được một phần. Thì khi mà cây sầu riêng của chúng ta nó bị vàng lá thối rễ nặng cũng như nó bị cháy lá nặng thì bà con mình có thể áp dụng thêm một cử nữa bằng cách chúng ta tưới lặp lại phía dưới bằng cái dòng amino của Pháp và cái dòng hữu cơ nhập của Naqui. Phía trên bà con mình có thể áp dụng cái dòng amino của Pháp và cái dòng hữu cơ Thổ Nhĩ Kỳ, chúng ta kích hai chiều lặp lại. Và trong cái điều kiện mà khi cây chúng ta nó nhú cái mầm đọt ra, bà con phun thì chúng ta sẽ kết hợp với cái dòng thuốc rầy. Và cái dòng thuốc rầy bà con mình có thể sử dụng cái dòng VIP 300. Thì cái dòng VIP này rất là nhiều clip trước anh em có giới thiệu, bà con mình có thể áp dụng cái dòng VIP chúng ta cộng chung với cái dòng hữu cơ của Thổ Nhĩ Kỳ và cái dòng amino của Pháp, chúng ta phun kéo đọt ra lần đầu tiên. Thì trong cái điều kiện mà chúng ta đã phun kéo đọt rồi, đến thời điểm cái lá chúng ta nó lụa, thì bà con mình có thể áp dụng cái dòng canxi của Thái và cái dòng combi của Thái. Thì cái dòng trung vi lượng này nó chứa nhiều cái thành phần nguyên tố vi lượng làm bằng dạng chelate á, thì nó sẽ giúp cho cái cơ sầu riêng của bà con chúng ta nó sẽ lên cái màu rất là đẹp, lá nó sẽ lên cái màu rất là bóng, xanh đậm. Và cái dòng canxi của Thái á, thì nó làm bằng cái dòng canxi hữu cơ, thì nó sẽ giúp cho những cái cơ đọt của bà con mà nó đâm lên á, nó sẽ không có bị quặn quẹo, nó không bị ngủ, nó sẽ giúp cho cái cơ chúng ta nó sẽ đâm thẳng lên, rất là cứng chắc. Nếu như chúng ta đã phục hồi được cây sầu riêng tốt rồi thì chúng ta cứ chăm sóc theo cái quy trình hữu cơ, cứ ra đọt chúng ta phun những cái dòng dinh dưỡng hữu cơ amino và cái dòng thuốc rầy, chúng ta kéo dần đọt ra, đến thời điểm nó lụa chúng ta phun canxi hữu cơ và combi dạng chelate để giúp cho cái lá chúng ta nó xanh, nó dày, nó chắc, nó khỏe. Và đến thời điểm cái lá chúng ta nó chắc, nó khỏe rồi, lá xanh đậm rồi, bà con mình có thể dùng cái phân hữu cơ nhẹ cộng với cái hun mít, chúng ta bón vào, một mặt để kích rễ, một mặt để giúp cho cái rễ chúng ta hoạt động thật là tốt. Và tới thời điểm nhú đọt, chúng ta cứ lặp lại bằng cái dòng quy trình dinh dưỡng hữu cơ amino và thuốc rầy chúng ta kéo đọt, cứ lặp đi lặp lại thì cây chúng ta nó sẽ hoạt động rất là tốt. Chúng ta đừng động vào cái phân hóa học trong điều kiện mùa mưa, tại vì trong cái điều kiện mùa mưa cái rễ chúng ta nó sẽ bị hạn chế về cái mặt hấp thu dinh dưỡng, hóa học khó tiêu, cho nên chúng ta không được can thiệp cái dòng phân hóa học vào. Thì khi mà đến cái mùa nắng rồi con mình có thể can thiệp được, nhưng mà mùa mưa chúng ta tuyệt đối hạn chế tối đa cái việc mà dùng phân hóa học thì cây sầu riêng chúng ta sẽ không có bị suy. Thì đó là một số cái vấn đề hôm nay xin chia sẻ với bà con. Kính chúc bà con mình thành công. Hẹn gặp lại bà con mình trong cái clip tiếp theo. Rồi, xin kính chào bà con.